Tính cho tới thời điểm hiện tại vào ngày 14 tháng 7, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã có thêm gần 3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 55.000 ca tử vong trên thế giới trong tuần qua. Và theo như Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ mắc mới và tử vong tính cho tới từ ngày mùng 5 cho tới ngày 11 tháng 7 đã tăng lần lượt từ 10% và 3% so với tuần trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay rằng là biến thể Delta có khả năng lây lan cao, hiện đã xuất hiện tại hơn 110 nước trên thế giới. Tính cho tới sáng ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam thì đã có hơn 189,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 4 triệu ca tử vong. Tổng số ca đã bình phục là hơn 172,7 triệu ca. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ công bố hôm 14 tháng 7 cho thấy hơn 160 triệu người ở nước này đã được tiêm chủng đầy đủ, tương đương 48,2% tổng dân số Mỹ. Tốc độ tiêm chủng hiện nay trong mức tính trung bình 7 ngày là 316.906 người được tiêm chủng đầy đủ trên một ngày. Cũng theo CDC, mỗi ngày có 548.045 liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng. Trong khi đó, nhiều bang của Mỹ hiện đang có tỷ lệ tiêm chủng thấp, có chính sách cấm đưa ra bằng chứng về tình trạng tiêm chủng ở COVID-19. Kể từ ngày 22 tháng 6, ít nhất 13 bang đã ban hành luật giới hạn các yêu cầu đối với các cá nhân phải chứng minh tình trạng tiêm chủng hoặc khả năng miễn dịch đối với SARS-CoV-2 nói chung. Hãng tin Intertas của Nga ngày 14 tháng 7 đưa tin nước này sẽ nối lại các chuyến bay tới Pháp và Cộng hòa Séc từ ngày 24 tháng 7 tới, đồng thời tăng cường tần suất các chuyến bay tới Áo, Bỉ, Bulgaria, Hungary, Hy Lạp, Đức, Liban, Croatia và Ethiopia. Hiện tại, Nga đã nối lại các chuyến bay tới 48 quốc gia. Trước đó, Phó Thủ tướng Nga cảnh báo công dân Nga phải tự chịu trách nhiệm trong các chuyến đi nước ngoài. Tuy nhiên, bà cho biết một số quốc gia đã tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận công dân Nga đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Nga sản xuất. Ngày 14 tháng 7, Israel bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine của Pfizer-BioNTech thứ 3 cho các bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Trung Đông này gia tăng trở lại trong những ngày gần đây do biến thể Delta. Đối tượng được tiêm bao gồm những người từng được ghép tim, phổi, thận hoặc có bệnh nền như ung thư, dễ bị nhiễm virus. Trung tâm Y tế Sheba, bệnh viện lớn nhất của Israel, đã trở thành nơi thực hiện tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech mũi thứ 3 đầu tiên trên thế giới. Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ, sinh viên đã học tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần thứ hai. Cô gái 21 tuổi đến từ bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, không có triệu chứng và đang được cách ly tại nhà. Cô có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong một lần xét nghiệm định kỳ trước chuyến đi đến New Delhi. Bệnh nhân nằm trong số các sinh viên y Ấn Độ đã rời Vũ Hán vào tháng 1 năm 2020 sau khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Trung Quốc. Cô đã từng dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30 tháng 1 và trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ.